Lại nữa thiện hiện ta dùng Phật nhãn quán khắp vô lượng hằng hà xa thế giới cho mười phương, thấy các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, trao truyền răn dạy các Bồ Tát khác như thế này. Này thiện nam tử, ngươi nên khéo học dẫn phát các chữ pháp môn đà la ni, nghĩa là nên khéo học một chữ, hai chữ, ba chữ, bốn chữ, năm chữ, sáu chữ, bảy chữ, tám chữ, chín chữ, mười chữ, như thế cho đến 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 hoặc 100 hoặc ngàn, cho đến vô số dẫn phát tự tại. Lại nên khéo học tất cả ngữ ngôn đều nhập một chữ, hoặc nhập hai chữ, hoặc nhập ba chữ, hoặc nhập bốn chữ, hoặc nhập năm chữ, hoặc nhập sáu chữ, hoặc nhập bảy chữ, hoặc nhập tám chữ, hoặc nhập chín chữ, hoặc nhập mười chữ, như thế cho đến hoặc nhập 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ngàn cho đến vô số dẫn phát tự tại. Lại nên khéo học ở trong một chữ nhiếp thọ tất cả chữ, trong tất cả chữ nhiếp thọ một chữ dẫn phát tự tại. Lại nên khéo học một chữ có thể nhiếp thọ 42 chữ, 42 chữ có thể nhiếp thọ một chữ. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy nên khéo học như thế này, 42 chữ nhập vào một chữ, một chữ cũng nhập vào 42 chữ. Học như vậy rồi, ở trong các chữ dẫn phát thiện xảo, dẫn phát chữ được thiện xảo rồi, lại đối với không chữ dẫn phát thiện xảo, như chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với pháp thiện xảo, đối với chữ thiện xảo dùng các pháp, các chữ thiện xảo, ở trong không chữ cũng đắc thiện xảo, do thiện xảo nên có thể vì hữu tình nói có chữ pháp, nói không chữ pháp, vì không chữ pháp nói có chữ pháp. Vì sao? Này thiện hiện, vì lìa chữ, không khác Phật Pháp, vượt tất cả chữ, gọi là chân Phật Pháp. Vì sao? Này thiện hiện, vì tất cả Pháp, tất cả hữu tình, đều tất cánh không, vô tế không. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả Pháp, tất cả hữu tình, đều tất cánh không, vô tế không, nên siêu vượt các chữ, vậy tự tánh của tất cả Pháp, tất cả hữu tình, rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được, thì tại sao Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu hành Tịnh Lự Tinh Tấn An Nhẫn Tịnh Giới Bố Thí Ba La Mật Đa, tại sao Đại Bồ Tát tu hành bốn tịnh lự, tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tại sao Đại Bồ Tát tu hành bốn niệm trụ, tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo? Tại sao Đại Bồ Tát tu hành pháp môn giải thoát không, tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện? Tại sao Đại Bồ Tát an trụ pháp không nội, an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh?